Đây mọi người thấy không? Mọi con đường từ lò đúc Lê Quý Đôn, mọi con đường, mọi người dân đều hướng về một trái tim đã ngừng đập. Đây là những người mà sống mà có đức với lại có tài thì dân rất là yêu mến. Mặc dù đứng chỗ này không biết đến bao giờ mới được vào thăm, vào viếng cụ thôi, nhưng mà phải nói là lần đầu tiên mà Thành thấy đông như thế này, quá đông. Mọi con đường, mọi ngả đường, mọi người dân đều hướng về một trái tim đã ngừng đập, một trái tim gọi là vì nước, vì dân. Hay là ông cụ phải sống thế nào thì người dân mới như thế này. Hay là dân mình tinh lắm, dân mình tình cảm mới tinh lắm, người nào mà tốt, người nào mà sống có đức là như thế này đấy mọi người. Nhưng mà nếu mà sống mà đều giả hay gì thì dân mình tinh lắm, biết hết. Kinh khủng, mọi con đường luôn mọi người. Đây là phố Lê Quý Đôn, phố Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, mọi con đường. Đó, xem những clip của ông cụ rất là xúc động. Ai cũng mặc áo đen, thỉnh thoảng có vài cái áo trắng nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Mọi tầng lớp, mọi đối tượng, mọi người dân, đủ mọi thành phần thôi. Mặc dù thời tiết thì cũng may mắn là mát, nhưng mà đứng thế này thì phải rất là kiên trì. Thế là kiên nhẫn thì mới đợi được vào viếng người người anh cả dân tộc bây giờ. Đông quá. Lúc ông cụ sống, ông cụ đốt lò thì người dân cũng phải bận mưu sinh, người đã theo dõi những cái hành động của ông cụ. Đến khi ông cụ mất cái đột ngột quá, quá đột ngột. Quay phim này tay cũng run. Nhiều khi cái tình cảm của con người Việt Nam mình nó kỳ lạ. Đến một cái giai đoạn nào đấy, đến một cái sự kiện lịch sử nào đấy thì chẳng ai bảo ai, ùn ùn. Hy vọng là sau cái sự ra đi này của ông cụ thì mỗi người dân sẽ học tập và sống theo phong cách, theo nhân cách của ông cụ giản dị, yêu nước, quan trọng nhất là lòng yêu nước mọi người. Đấy, mọi người nghe tiếng giọng miền Nam chưa? Chắc chắn là miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Thì chưa kể là khi mà mọi người xem tài sự từ những vị về Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, rồi Tổng Bí thư nước Lào xúc động. Đặc biệt là xem tài sự Tổng Bí thư nước Lào khóc, vợ ông ấy cũng khóc. Chúng ta phải nghĩ là ông Trọng sống thế nào thì mới được người dân, mọi người trên toàn thế giới người ta yêu mến, ngay cả thậm chí những cái người mà bất đồng chính kiến. Nhưng mà họ khi mà đầu tiên ông Trọng mất thì tất cả đều dành một cái sự kính trọng cho ông cụ. Thôi clip này cũng dài, thì em xin chia sẻ lại. Đó là mọi ngả đường, mọi người dân đều hướng về một trái tim đã ngừng đập.